Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 38, thừa số, tích, vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 6 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với bài số 1 của tiết 1 nào. Người ta yêu cầu này, điền cái số nào, đúng không nào? Rồi, chúng ta cùng quan sát này, cột thứ nhất này, phép nhân này. Trong phép nhân thì sẽ có thừa số, tích. Vậy thì đây chính là gì? Phép nhân ở hàng ngang thứ nhất. Đấy, chúng ta có các phép nhân này. Phân tích ra này, thừa số thứ nhất là 3 này, thừa số thứ hai này là 5 này. Vậy thì tích của nó này, được chưa? Đấy, chúng ta phải xác định được này. Đấy, 3 là thừa số thứ nhất, đúng không? 5 này cũng là thừa số thứ hai. Và 15 này này, chính là gì? Tích này. Đấy, các em phải xác định được nhá. Rồi, vậy thì bây giờ áp dụng ở đây, 2 nhân với 5 bằng 10. Vậy thì thừa số thứ nhất là mấy? 2. Thừa số thứ hai là mấy đây? 5 này. Và tích của nó là mấy? 10. Đấy, chúng ta phải phân tích được như thế này nha. Rồi, thầy sẽ bỏ cái này đi cho khỏi rối mắt. Tương tự nè, 4 nhân với 2 bằng 8. Vậy thì thừa số thứ nhất là mấy? 4. Thừa số thứ hai là 2. Vậy thì 4 nhân 2 sẽ được tích là 8. Dễ không? Tương tự như vậy, ở đây chúng ta sẽ có là 6 là thừa số thứ nhất, 3 là thừa số thứ hai, và 6 nhân 3 sẽ là 18 là tích. Xong chưa? Rồi, bài số 2, nối theo mẫu. Các em cùng quan sát ở đây. Ở giữa này, chúng ta sẽ có các phép nhân A, B, C, D. Và ở hình trên, hình dưới này, có 4 hình này. Vậy 3 cái can, 3 can, 3 can này, mỗi một can này có mấy lít? 2 lít, đúng không? Vậy thì số lít ở đây sẽ là 2 nhân với gì? Nhân với 3. Đấy, 2 nhân 3 sẽ là 6 lít nè các em. Đấy, vậy thì đây là bài mẫu nhá. Rồi, sang hình này đi. Chúng ta có mấy can? Đây là có 3 can đúng không? 1, 2, 3. Và mỗi can này lại chứa mấy lít đây? 5, đúng không? Vậy chúng ta sẽ lập được phép nhân là 5 nhân với 3. Như vậy 5 nhân với 3 thì bằng bao nhiêu? 15 lít. Đây, chúng ta sẽ nối nó với A. Đấy, được chưa? Đấy, vậy thì xong hình trên nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái hình dưới nè. Hình dưới nha. Rồi, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 cái can, đúng không? Mỗi can này chứa mấy lít? 3 lít. Vậy các em sẽ có phép nhân là 3 nhân 4, đúng không? 3 nhân 4 thì bằng 10, 12. Đây. Rồi, và câu này thì bạn nào cũng sẽ biết rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Nó có 5 cái can. Mỗi một can này chứa mấy lít? 2 lít. Vậy thì nó sẽ là phép nhân 2 nhân 5. Đấy, xong nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem lại tổng thể cái bài số 2. Được chưa? Ổn chưa nào? Rồi, mình đến bài số 3 nhá. À, bài số 2 chưa xong các em ạ, còn câu B nữa nè. Phép nhân. Ta sẽ có các phép nhân này, A, B, C, D. Thừa số này là 5 này. Thừa số là 3 này. Và tích là mấy đây? 15. Vậy thì giờ mình sẽ đến xem là phép nhân B đây nè các em. B đây nhá. Rồi thầy sẽ viết ra đây để tí chúng ta sẽ phân tích nó nhá, cho nó dễ. B chúng ta có này, 2 nhân
5 bằng 10. C đây nhá, là bao nhiêu? 2 nhân với 3 bằng 6 này. Cái này thầy chỉ viết lại thôi, để chúng ta khỏi phải lật qua lật lại đúng không nào. 3 nhân 4 bằng 10, 12. Đấy. Vậy bây giờ mình sẽ lấy những cái phép nhân này mình điền vào đây. Rồi, phép nhân B. Thừa số thứ nhất là mấy? 2. Đúng không? Thừa số thứ hai là mấy đây? 5. Đó. Vậy thì tích của nó là mấy? 10. Được chưa? Phép nhân C. Phép nhân C thừa số thứ nhất là 2. Thừa số thứ hai là mấy đây? 3. Và tích là mấy? 6. Được chưa? Rồi, phép nhân D. Thừa số thứ nhất là 3. Thừa số thứ hai 4. Vậy thì 3 nhân với 4 tích của nó sẽ là 10, 12. Đấy, chúng ta phải nhớ được, chúng ta điền vào đây mới được nhá. Rồi. Được chưa các em? Đấy. Bây giờ mình sẽ sang bài tiếp theo, bài số 3. Người ta hỏi điền cái số gì vào. Từ các thừa số. Nhớ đây là thừa số nha. Đấy. Thừa số người ta cho này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này và các tích này. Người ta chỉ cho mình hai cái tích này, 8 và 15. Em hãy lập hai phép nhân thích hợp. Đấy có nghĩa là gì? Mình sẽ lựa chọn những thừa số này để mình điền vào đây. Đấy ví dụ tích thứ nhất này là 8 nè các em. Đấy thì mình sẽ, đây chắc chắn là gì? Phải là tích rồi nè, đúng không? Vậy thì 8 sẽ bằng mấy nhân mấy ở đây? À như vậy chúng ta sẽ dễ dàng biết được 8 này sẽ là bằng 4 nhân với 2. Hoặc là gì? 2 nhân với 4 cũng được nha. Đấy, vậy thì đây chúng ta có thể lập lựa chọn một trong hai. Và cái tích thứ hai đây này là số bao nhiêu? Số 10, 15. Đúng không? Vậy thì 15 này sẽ bằng mấy? 5, con số 3 đúng không? Tức là bằng 5 nhân 3. Hoặc là gì? 3 con số 5. Đúng không? Đấy, cũng được. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Cách mà chúng ta lập ra các phép tính. Các em có thể lấy 2 nhân 4 hoặc 4 nhân 2. Ở bên này các em có thể lấy là 5 nhân 3 hoặc là 3 nhân 5. Được chưa? Rồi. Và trong ít phút chúng mình đã hoàn thành được tiết số 1 này nhé. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học trung lớp, trung trường nhé.